Đây là một trong những cái cổng. Và hiện tại thì du khách tập trung ở đây để nhìn về cái dòng sông rất nhiều. We can hear stop and then Ethan. Con của Linh nó chờ sạc điện nãy giờ mà nó không có hoạt động tốt, cho nên chắc phải là kiếm chỗ ăn trước. Nó đói và nó mệt quá, tôi Linh cũng mệt nữa. Thì có xe gắn máy rất là nhiều nha cả nhà. Má con Linh đói lắm rồi, cho nên ghé vào cái nhà hàng ở bên đường này ăn. Linh thấy cũng có nhiều người ngồi phía ngoài, cho nên hy vọng là nó sẽ ngon. Linh ăn spaghetti với nấm. Con Linh mong một đứa thì chỉ ăn khoai tây thôi, đứa kia thì ăn pasta. Cái loại pasta này Linh thấy nó rất là đặc biệt, tại vì nó to, nó dày á cả nhà, khoảng hai cái ngón tay cái của người lớn chập vào nhau. Và họ làm cái sốt này là chỉ là với những cái rau củ thôi, bí ngòi nè, cà chua và paprika. Bây giờ thì má con Linh thưởng thức cái món ăn này đây, chẳng biết chồng mình ăn cái gì. Tổng số tiền ba mẹ con Linh ăn á là 55 euro, nhưng mà thực chất nó chỉ có khoảng 43 euro thôi. Còn cái số 12 euro đó là tiền mà họ trải bàn và đem đĩa ra, chứ không phải. Tụi mình đang đi tìm cái thành Arena. Cái thành này nhìn nó không, cái thành không phải, cái thành Linh nói sai rồi. Cái này là cái nhà hát. Và anh xã Linh vẫn tìm cái chỗ đậu xe. Lần đầu tiên Linh, ba má con Linh đi vòng vòng ở cái thành phố khác mà không có anh xã của Linh. Thử coi mình có tìm được đường không nha. Ở Ý thì rất là nóng, cho nên buổi trưa mọi người người ta cũng ngủ trưa giống như bên Việt Nam của mình vậy đó. Cái máy kia của Linh đó. Thank you. Nó hết pin rồi. Ồ, cái chỗ này thùng rác không không đẹp. Qua đường con. Hết giờ đi trước. Cái máy kia của Linh nó hết pin rồi. Lấy cái máy này quay, Linh thấy cái độ rung của cái máy này rung nhiều quá. Linh sợ là mọi người coi cái clip này á sẽ bị không thích lắm. Nhưng mà nếu mà Linh không quay á thì đâu có cái gì để giới thiệu cho mọi người về cái thành phố này đâu. Ở Ý thì người ta chạy xe gắn máy rất là nhiều, mọi người thấy không? Hình như là đây là chiếc xe SH phải không cả nhà? Lâu quá rồi Linh không biết cái mấy cái tên xe của Việt Nam mình nữa. Nhưng mà Linh thấy nó giống như Vespa nè, Vespa thì Linh biết rồi, còn cái này giống như kiểu SH á. Còn kiến trúc ở nhà thì kiến trúc nhà thì rất là cổ. Ở Ý họ để thùng rác ngoài đường nhiều, chứ ở Hà Lan thì mọi người không thấy đâu, trừ khi cái ngày mà họ đổ rác thôi mới thấy. Còn cái đây thì có thể là hôm nay cũng là ngày đổ rác ở đây. Nếu mà người không muốn đi bộ giống như tụi Linh đó, có thể thuê cái scooter này nè để đi tìm bao quần áo. Mm-hmm.
lại là xe nữa. Lần trước lên tới thành Rome, hình như cũng Verona luôn. Linh cũng lúc đó tụi Linh chưa có xe hơi đâu, lúc đó còn trẻ lắm, cho nên cũng thuê xe gắn máy để đi như vậy nè. Cũng vui lắm, thuê xe gắn máy đi hết vùng này tới vùng khác luôn nha cả nhà. Mình nhìn ở đây mình nhìn thấy nóng thật hả, mà đúng là mình đi cũng nóng nữa. Ít có cây cỏ. Cái tòa này cũng đẹp quá ta. Coi chừng có xe, nghe tiếng xe đó. Linh thấy Linh thích người Ý, Linh thích cái kiểu đẹp của người Ý, tại vì nhìn họ khỏe khoắn, rồi người á không có nói chung là ba vòng nó đẹp, nó không có quá cao giống như người Hà Lan. Hà Lan cao quá, và thực ra nếu mà cao thôi thì cũng có người đẹp, nhưng mà hiếm có người dáng đẹp lắm. Nhưng mà Linh thấy người Ý á, cái dáng với cái mặt họ xinh xắn đẹp. Trong lúc chờ chiếc xe chở đầu thì mình có thể coi cái mấy cái điêu khắc, mấy cái hình, mấy cái tượng ở tòa nhà này. Rồi mình tiếp tục mình đi nhé. Cái cô này chạy xe ngược chiều. Mình bao với các bạn luôn là ở Ý hả, họ chạy xe nguy hiểm hơn là ở Hà Lan. Hà Lan là kỹ lắm. Đương nhiên là cũng có người chạy ẩu, nhưng mà không có phải ẩu nhiều như ở Ý nha cả nhà. Hồi nãy trên cái đường lái xe có một chiếc xe tạt đầu xe lên hết hồn luôn. Muốn quẹo là quẹo thôi. Mình đã thấy cái thành ở phía trước rồi. Mình sắp tới thành cái nhà hát Arena cổ rồi mọi người. Nó giống như là của thành Rome, nhưng mà tất nhiên là nó khác và nó nhỏ hơn. Đi theo đi. Có chuyện xe không? Hay ạ. Đó, trước mặt mọi người, phía bên tay trái chính là cái nhà hát Arena. Đúng là trong trí nhớ của mình thì nó lớn hơn một tí, bây giờ tới đây thì thấy nó nhỏ nhỏ. Nãy giờ kẹt cái vụ mà sạc điện xe nó không có thành công á, tới giờ cũng chưa biết anh xã lên ở đâu luôn. Chứ nếu không mà mình tới đây á, bây giờ sớm hơn một tí chắc là có biểu diễn ở ngoài trời. Bây giờ bắt đầu mát mát một tí đó. Hồi nãy mà chịu khó nhịn đói một chút để lại đây ăn thì có vẻ vui hơn. Đây, nhà hát cổ.
quảng trường ở đây cũng đông người hả? Tại vì đây chính là một trong hai thành phố hiện đại nhất của Ý, và nó là nằm ở phía bắc nước Ý nha cả nhà. Mà mọi người thấy nha, người ta cũng đông nhưng mà đường phố trật tự và không có ồn. Tới Ý rồi thì mình phải chắc chắn là phải ăn kem Ý rồi. Và đây là cái lần đầu tiên mà tụi Linh ăn kem Ý vào cái chuyến du lịch này á cả nhà. Bất ngờ ghê luôn á, mấy lần trước đi không thấy cho nên đi mang qua mấy cái thành phố khác không thấy cho nên cứ không ăn và quên luôn. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Vì cái clip này rất là dài cho nên Linh đã cắt ra làm hai. Và mong mọi người sẽ quay trở lại để tiếp tục theo dõi cái hành trình của Linh. Và clip sau tụi Linh sẽ đi đến nhà của Juliet. Cả nhà đừng bỏ qua nhé. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là vui.